Hi, chào mừng bạn quay trở lại với bài học thành công. Wow, hơn 200.000 lượt đăng ký kênh. Cảm ơn các bạn đã luôn yêu quý và ủng hộ cho kênh. Bạn có thể học cách làm video giống như admin theo đường link đều phần mô tả phía dưới video này. Bạn đang kinh doanh gì? Thường trưởng như chiến trường, đối thủ cạnh tranh thì nhan nhản. Câu hỏi làm thế nào để tăng doanh số và có lãi luôn làm bạn phải đau cái đầu. Tuy nhiên, cái khó lại ló cái khôn. 20 câu chuyện kinh doanh cực kỳ thú vị sau đây sẽ giúp bạn đúc rút được những bài học kinh nghiệm đắt giá trong kinh doanh. Từ đó, giúp bạn có thể đảo ngược tình thế, nâng cao doanh số và gia tăng lợi nhuận ngay lập tức. Bắt đầu nhé! Câu chuyện thứ nhất, bán bao cao su. Chuyện kể rằng, đàn ông Hàn Quốc rất sung mãn. Đến 70 tuổi mà vẫn có nhu cầu khá cao về chuyện chăn gối. Điều này cũng kéo theo lượng tiêu thụ của bao cao su tại nước này rất lớn. Nhưng có một vấn đề là đến tiệm thuốc mua bao cao su đã ngại rồi. Cần 70 tuổi đi mua thì còn ngại hơn nữa. Nên rất nhiều người đàn ông bị đưa vào thế tiến thoái lưỡng nan, dẫn đến việc bán bao cao su bị trì trệ một thời gian. Để giải quyết tình trạng này, các nhà thuốc đã nghĩ ra một phương pháp. Họ gộp chung một hộp bao cao su và một hộp xà bông tắm như một món quà tặng kèm rồi đem bày bán. Thế là, mỗi khi khách hàng đến chỉ cần nói tôi muốn mua xà bông là chủ tiệm sẽ hiểu thứ họ thực sự cần là thứ gì. Như vậy, không chỉ khách đỡ ngượng mà tiệm thuốc còn bán được thêm cả xà bông tắm cùng bao cao su nữa. Bài học rút ra, không chỉ nắm bắt nhu cầu mà bạn còn phải hiểu cả hành vi của khách hàng rồi tìm ra những cách thức sáng tạo để tiếp cận và thỏa mãn nhu cầu của họ. Muốn thế, bạn buộc phải nghiên cứu rất kỹ về các yếu tố văn hóa, xã hội, những thói quen của tệp khách hàng mục tiêu để lên chiến lược kinh doanh phù hợp, vừa gia tăng doanh số, vừa gia tăng lợi nhuận. Câu chuyện thứ hai, bắn chính xác. Nhân viên vệ sinh của công ty đang rất bức xúc vì các quý ông thường lơ đãng và thiếu ý thức khi vào nhà vệ sinh. Hôm nào cũng phải giải quyết những vũng nước vàng khè dưới nền toilet vì các ông bắn không chính xác làm vương vãi ra. Công ty liền nghĩ ra một kế, đó là dán lên tường phía trên bệ xí nam một tờ giấy nhỏ. Không tiểu tới bô, chứng tỏ bạn bị ngắn. Tiểu ra ngoài bô, chứng tỏ bạn bị ủ rũ. Ngày hôm sau, toilet nam sạch bóng và không còn quý ông nào lơ đãng nữa. Bài học rút ra, hãy chứng minh cho khách hàng thấy vấn đề một cách cụ thể và ấn tượng, họ sẽ hành động theo ý bạn. Câu chuyện thứ ba, người ăn xin mù. Có một người đàn ông mù ngồi tại một góc phố đông người trong giờ cao điểm. Bên cạnh ông là một chiếc cốc đựng tiền và tấm bìa cứng có ghi dòng chữ "Tôi bị mù, xin hãy giúp tôi". Người qua đường vẫn vội vã di chuyển, không ai cho tiền người mù nên cái cốc trống không. Một nhân viên quảng cáo trẻ tuổi đi qua và nhìn thấy người mù già cả với chiếc cốc rỗng không đó nên rất thương cảm. Anh ta cũng nhận ra mọi người hoàn toàn không có phản ứng gì trước sự hiện diện của người mù đó, chứ đừng nói đến việc dừng lại để cho tiền. Nhân viên quảng cáo liền lấy một chiếc bút từ trong túi áo, xoay ngược tấm bìa cứng của người mù từ trước ra sau, viết vài dòng lên đó rồi rời đi. Ngay lập tức, mọi người bắt đầu thả tiền vào chiếc cốc. Chẳng mấy chốc, tiền tràn ra cả bên ngoài. Lúc này, người mù đó vừa mừng vừa ngạc nhiên, quay sang nhờ vội một người lạ mặt đứng cạnh mình, giải thích xem trên tấm bìa viết gì mà có phép mầu nhiệm đến như vậy. Người lạ mặt cho biết, tấm bìa viết rằng hôm nay là một ngày đẹp trời, bạn có thể nhìn thấy điều ấy, còn tôi thì không. Bài học rút ra, nhiều khi chỉ cần chọn lựa ngôn ngữ quảng cáo thích hợp, bạn đã có thể kết nối cảm xúc và thay đổi hành vi của khách hàng. Câu chuyện thứ tư, người bán gà quay. Người bán gà quay đã có ngày bán hàng cực kỳ tốt. Anh ta tự hào nhấc con gà cuối cùng lên cân và quay lại nói với khách hàng. Con gà này giá 200.000. Mức giá hợp lý đấy, nhưng con này hơi nhỏ. Người phụ nữ mua hàng đáp, anh không còn con nào lớn hơn à? Sau một hồi suy nghĩ, người bán hàng nhanh chóng cất con gà vào tủ đồ ăn, dừng lại một vài giây rồi lại lấy nó ra. Con này nặng hơn một chút, giá 220.000, người bán gà rụt rè. Người phụ nữ cân nhắc một chút rồi đưa ra quyết định cuối cùng. Ồ, tôi nghĩ ra rồi, tôi sẽ lấy cả hai con. Người bán gà quay đứng ngẩn tò te. Bài học rút ra, đừng lừa dối khách hàng vì bạn không bao giờ biết điều gì đang đợi mình phía trước. Câu chuyện thứ năm, vợ chồng đi mua bát đĩa. Một cặp vợ chồng nọ đi dạo qua các cửa hàng. Người vợ nhìn thấy một bộ đồ ăn cao cấp và tỏ ý muốn mua, nhưng anh chồng chê món đồ đó đắt đỏ nên không muốn chi tiền. Người bán hàng xem qua rồi nói nhỏ một câu gì đó với người chồng. Sau khi nghe xong, anh chồng không còn do dự, liền lập tức bỏ tiền ra mua. Tại sao anh chồng lại thay đổi nhanh chóng đến như vậy? Người bán hàng đã nói nhỏ vào tai anh chồng rằng, bộ đồ ăn này quý như thế, vợ của anh sẽ không nỡ để anh rửa chén đâu.
bài học rút ra. Quan niệm của con người rất khó cải biến, nhưng điều quan trọng là cần biết chớp thời cơ và hiểu rõ tâm lý của khách hàng. Câu chuyện thứ 6, người bán bò sữa. Có một vị khách đi mua sữa bò vào một sáng cuối tuần. Khi đang đi thì gặp người bán hàng tạp hóa đang rao bán sữa bò tươi ở ven đường. Anh tiến đến và hỏi giá. Người bán hàng trả lời, một chai 6.000, ba chai 20.000. Anh không nói gì, liền lấy trong túi ra 6.000 để mua một chai, rồi mua thành 3 lần. Mua xong, anh ta rất đắc ý cười lớn nói với người bán hàng. Ông thấy không, tôi chỉ trả 18.000 đã mua được 3 chai sữa. Người bán hàng không nói gì, chỉ mỉm cười và thầm nghĩ. Hay thật, từ khi áp dụng phương pháp tính giá này, chỉ một thoáng mình đã bán được 3 chai sữa. Bài học rút ra. Kinh doanh muốn bán được nhiều hàng thì chính là phải nắm bắt được tâm lý người tiêu dùng. Từ đó, sáng tạo ra cho mình phương thức kích thích tiêu dùng độc đáo. Câu chuyện thứ 7, đi mua bia. Ở Mỹ, họ có một chiêu thức bán hàng rất là quái. Khi tôi vào siêu thị mua bia, nhìn thấy hai bịch bia Budweiser, một bịch 12 lon giá 17 đô la Mỹ, một bịch 18 lon giá 18 đô la Mỹ. Không phải nghĩ, sạch luôn bịch 18 lon ra tính tiền. Mua xong mới nhận ra mình đã mua nhiều hơn bình thường. Nhờ thế, doanh số bán hàng của Budweiser bỗng dưng tăng gấp rưỡi chỉ vì chính sách đặt giá. Bịch 12 lon thực ra chỉ là đạo cụ bán hàng. Bài học rút ra, đây chính là cách bán upsell bằng combo. Họ cho khách hàng quyền lựa chọn nhưng không có lựa chọn nào là không. Vì theo tâm lý, chúng ta thích được chủ động chọn mua chứ không thích bị bán hàng. Câu chuyện thứ 8, bán iPhone. Bạn có đang là fan của quả táo cắn dở không? Họ bán iPhone 7 như thế nào? Họ chỉ bán bản 32GB, 128GB, 256GB. Với máy chụp ảnh và quay phim 4K, bộ nhớ 32GB là quá nhỏ. Bản 64GB sẽ hợp lý hơn, nhưng không có. Hầu hết, mọi người lại cố gắng lên đời bản 128GB đắt hơn hẳn 2 triệu đồng. Vậy là Apple tăng doanh số một cách rất tự nhiên. Bài học rút ra, đây được gọi là upsell bằng raving fan. Đã là fan cuồng thì tiền không còn là vấn đề. Câu chuyện thứ 9, đi mua gà rán. Ở KFC, khi bạn mua gà rán, nhân viên sẽ đề nghị thêm Pepsi, ly nhỏ xíu giá 15.000. Nhưng bao giờ cũng vậy, họ sẽ hỏi, anh chị có muốn thêm 3.000 để lấy ly lớn hơn không? Ly lớn là lớn gấp 2 luôn, vậy là mình gật đầu cho ly lớn. Bài học rút ra, đây được gọi là upsell bằng bán chéo. Vì thời điểm bán hàng dễ nhất là lúc khách hàng vừa đồng ý mua món hàng đầu tiên. Hơn nữa, chỉ thêm có 3.000 mà mua được cái ly to gấp đôi luôn. Khách hàng lợi quá phải không? Ly nhỏ trở thành đạo cụ để bán hàng. Khi bạn vào ăn ở McDonald's, bạn cũng sẽ luôn được nghe câu, quý khách dùng thêm khoai tây chiên chứ? Và mỗi ngày, họ bán thêm được 4 triệu kg khoai tây trên toàn thế giới. Đúng là, chỉ với một câu nói, họ đã tăng thêm doanh số và lợi nhuận khổng lồ. Câu chuyện thứ 10, phú ông chọn vợ. Có một phú ông muốn tổ chức chọn vợ. Sau một thời gian dài tuyển chọn, mới có 3 nàng được tham gia vào vòng cuối cùng. Phú ông đưa cho 3 nàng mỗi người 100.000 đồng và nói rằng, các nàng hãy đi mua một thứ gì khiến nó tràn ngập gian phòng. Nàng thứ nhất mua rất nhiều hoa, khiến 1/2 không gian của phòng tràn ngập hoa. Nàng thứ hai mua rất nhiều bóng bay và làm tràn ngập 3/4 gian phòng. Nàng thứ ba mua một ngọn nến đã làm cho gian phòng ngập tràn ánh sáng. Cuối cùng, nàng thứ ba chính là người được phú ông chọn lựa. Bài học rút ra, hiểu rõ nhu cầu chân thật nhất của khách hàng là yếu tố quyết định. Câu chuyện thứ 11, kẻ ăn mày. Ngày nọ, có một người ăn mày đến nhà phú ông tốt bụng xin ăn. Phú ông bèn cho ông ta 10 đồng. Ngày hôm sau, người ăn xin này lại đến. Phú ông lại cho 10 đồng và sự việc cứ tiếp diễn như vậy trong 2 năm liền. Rồi một ngày, phú ông chỉ cho ông ta 5 đồng thay vì 10 đồng như trước kia. Người ăn mày bèn hỏi lại, sao trước kia ngài cho tôi 10 đồng, giờ ngài lại chỉ cho tôi 5 đồng? Phú ông tốt bụng đáp lại, ta đã kết hôn. Người ăn mày giận dữ, tát phú ông một cái, rồi sau đó ông ta thốt lên, chết tiệt, sao ngươi lại cầm tiền của ta để đi nuôi gái? Bài học rút ra, không nên cho khách hàng một thứ gì đó quá lâu, vì nó sẽ hình thành một thói quen và tạo ra tính ỷ, đến cuối cùng còn phản tác dụng. Câu chuyện thứ 12, cắt gấu quần. Ngọc Trinh mua một chiếc quần để diện. Sau khi mặc thử thấy quá dài, cô bèn nhờ bà nội của mình cắt giúp gấu quần. Nhưng vì bà nội nó rất bận, cô bèn gọi cho mẹ. Nhưng mẹ lại nói không rảnh, cô đành gọi cho chị gái để nhờ. Thế mà chị gái lại càng không rảnh. Trinh thất vọng và lên giường đi ngủ.
Bà nội sau khi xong hết công việc nội trợ bề bộn, bèn nhớ đến chiếc quần của cháu gái. Bà đem xén bớt gấu quần cho cháu mình. Sau đó, chị gái đi học về liền đép chiếc quần đã xén rồi và xén tiếp. Cuối cùng, mẹ của Trinh khi đi làm về đến nhà cũng đem quần đã xén rồi đi xén tiếp. Hậu quả là chiếc quần của Trinh không thể mặc được nữa vì quá ngắn. Bài học rút ra, quản lý thông tin không tốt sẽ rất tai hại. Đối với những yêu cầu với các bộ phận, chúng ta không nên phó mặc mà cần thật sự để tâm tới. Câu chuyện thứ 13, chó ngao và sư tử. Một con chó ngao muốn quyết chiến với sư tử. Tuy nhiên, sư tử lại nhất quyết cự tuyệt. Chó ngao nói, người sợ ta sao? Sư tử liền đáp, nếu như ta cùng ngươi tỉ thí, ngươi có thể đạt được danh tiếng bởi vinh hạnh được cùng sư tử luận võ chẳng hạn. Sư tử nói tiếp, tuy nhiên, khi đó danh tiếng của ta cũng sẽ không còn nữa. Sau này các loại động vật sẽ cười ta vì ta lại cùng chó ngao đánh nhau. Bài học rút ra, trong kinh doanh không nên bị dao động bởi những thứ tép diêu không quan trọng. Bí quyết của kinh doanh thành công là cần tập trung bám sát mục tiêu, không nên lãng phí thời gian vào những việc vô bổ. Câu chuyện thứ 14, kinh doanh giày. Nhiều năm trước, hai nhân viên kinh doanh được một nhà sản xuất giày ở Mỹ gửi tới châu Phi để tìm hiểu tiềm năng thị trường và báo cáo lại. Người thứ nhất báo cáo, thị trường không có tiềm năng, không ai mang giày cả. Người thứ hai báo cáo, thị trường vô cùng tiềm năng, không ai mang giày cả. Bài học rút ra, trong kinh doanh, mỗi tình huống, trường hợp đều đi kèm cả cơ hội và thách thức. Người kinh doanh giỏi là người nhìn thấy thuận lợi trong khó khăn, phải biết cách tận dụng nó để mang lại lợi nhuận khổng lồ. Câu chuyện thứ 15, kén rể. Bố mẹ nàng mở cuộc thi tuyển con rể. Chàng A nói, tài khoản có 1 triệu đô. Chàng B khoe, có biệt thự 2 triệu đô. Bố mẹ nàng có vẻ ưng lắm. Chàng C nói, cháu chả có gì cả, thưa các bác. Cháu chỉ có mỗi một đứa con, hiện đang nằm trong bụng của con gái các bác. Bài học rút ra, muốn cạnh tranh với đối thủ, cần phải có tay trong. Câu chuyện thứ 16, lên chức. Ba con thú dữ là sói, gấu và cáo thay nhau ức hiếp đàn dê. Dê đầu đàn bèn nói với cả bầy, ta nên mời một trong ba gã sói, gấu hay cáo làm thủ lĩnh của chúng ta. Cả đàn dê bất bình, nhưng ba hung thần nghe tin này rất mừng. Thế là chúng quay sang tranh giành nhau quyền lãnh đạo. Cuối cùng, cáo dùng bẫy hại chết được sói và gấu. Nhưng rồi, một mình nó không còn ức hiếp đàn dê được nữa. Bài học rút ra, hãy thận trọng khi nghe tin, bạn sắp được làm sếp. Câu chuyện thứ 17, chuyện tình yêu. Chàng yêu nàng từ thuở nàng 15-16 tuổi. Cả hai lén lút đi lại, quan hệ, quậy gia đình, trốn nhà đi, dọa chết nếu không được chấp nhận. Nếu quan hệ ấy kéo dài một năm, được gọi là phạm pháp, dụ dỗ trẻ vị thành niên có nguy cơ ra tòa thụ án. Nếu mối tình ấy kéo dài 3 năm, được gọi là yêu trộm, tình yêu oan trái. Nếu mối tình kéo dài 6-7 năm, sẽ được gọi là tình yêu đích thực, vượt núi trèo đèo qua bao khó khăn để yêu nhau. Bài học rút ra, trong kinh doanh, bạn làm gì không quan trọng. Quan trọng là bạn làm được trong bao lâu. Câu chuyện thứ 18, ngủ với ai? Một nàng ca ve nếu ngủ với thợ thuyền hoặc lao động ngoại tình thì bị gọi là đối tượng xã hội. Nếu ngủ với đại gia lừng lẫy thì được gọi là chân dài. Nếu ngủ với một ngôi sao sân cỏ hoặc bàn bạc sẽ được đàng hoàng lên báo kể chuyện nghề nghiệp và trưng ảnh hở ra hở tịt giữa công chúng. Không ai có ý định bắt nàng. Bài học rút ra, trong kinh doanh bạn làm gì không quan trọng. Quan trọng là đối tác của bạn là ai. Câu chuyện thứ 19, một con chim. Một con chim nhỏ bay về phương Nam tránh rét. Trời lạnh quá, con chim bị lạnh cứng và rơi xuống một cánh đồng lớn. Trong lúc nó nằm đấy, một con bò đi qua ị vào người nó. Con chim nằm giữa đống phân bò nhận ra rằng nó đang ấm dần. Đống phân đã ủ ấm cho nó. Nó nằm đấy thấy ấm áp và hạnh phúc. Nó bắt đầu cất tiếng hót yêu đời. Một con mèo đi ngang, nghe tiếng chim hót liền tới thám thính. Lần theo âm thanh, con mèo phát hiện ra con chim nằm trong đống phân. Nó liền kéo con chim ra rồi ăn thịt. Bài học rút ra, trong kinh doanh, không phải ác ý vào người bạn cũng là kẻ thù của bạn. Không phải thằng nào kéo bạn ra khỏi đống phân cũng là bạn của bạn. Câu chuyện thứ 20, hỏa hoạn. Phòng tắm công cộng bỗng dưng bị chập điện, gây hỏa hoạn lớn. Vô số chị em chạy túa ra đường mà không kịp mặc gì. Những nàng thông minh là người không lấy tay che thân thể mà lấy tay che mặt. Bài học rút ra, trong kinh doanh, hãy quan tâm tới mấu chốt của mọi vấn đề. Ở ngoài kia, đã không có ít người doanh nghiệp thành công trong kinh doanh,
tăng tỷ lệ chốt sale, bán hàng, gia tăng doanh số, thu lợi nhuận cao. Hẳn là họ đã nắm trong tay những bí quyết riêng. Admin xin tiết lộ cho bạn một khóa học online cực kỳ hiệu quả, có tên 30 tuyệt chiêu gia tăng doanh số ngay lập tức của luật sư diễn giả Phạm Thành Long. Chất lượng đã được kiểm chứng bởi hơn 4.300 học viên đang theo học trên Unica. Tôi cũng đang là học trò của thầy. Nếu bạn nắm được 30 bí mật này, bạn sẽ trở thành một chuyên gia bán hàng, gia tăng doanh số ngay tức thì với 30 bí quyết đơn giản, dễ làm mà hiệu quả cho công việc kinh doanh của bạn. Link đăng ký đã có phần mô tả video này. Nhớ nhập mã giảm giá VIP400 để được giảm giá 40%. Ngoài ra, bạn nên trang bị thêm cho mình vũ khí Facebook Marketing với khóa học online top 1 Unica, Facebook Marketing từ A đến Z của anh Hồ Ngọc Cương. Khóa học này có số lượng kỷ lục gần 10.000 học viên đang theo học. Chọn bộ khóa học Facebook Marketing từ A đến Z sẽ hướng dẫn bạn chuyên sâu, giúp bạn tự chạy quảng cáo Facebook chuyên nghiệp, là công cụ giúp bạn ứng dụng 30 tuyệt chiêu gia tăng doanh số một cách hoàn hảo. Link đăng ký kèm mã giảm giá cũng đã có ở phần mô tả phía dưới video này nhé. Hai vũ khí này sẽ thay đổi hoàn toàn doanh số của bạn. Bài học thành công, chúc bạn kinh doanh thành công.